Ôi dữ rồi. Ôi. Ê con cá bự lắm rồi, cái gì bự lắm rồi. Hôm gài thì cũng có nhiều bạn hỏi cái điện thoại mình đâu, thì đây. Đây, cái 24 Ultra nè, hư luôn rồi nha. Chảnh gửi về là nói là hư luôn rồi, sửa không được gì đó. Còn nếu giờ sửa là thành cái điện thoại mới. Này, cái này thì lúc mình mua tới lúc mình xài, tới lúc bữa nó hư á là có 2 tuần à, là chưa được nửa tháng á. Là quay được có một cái clip mình đăng lên là clip đi vớt cá, với lại một cái clip bữa sau đi vớt cá nữa là chưa có đăng được. Nhưng cái clip đi thăm lờ là su quần a luôn. Đây. Mới mua, lúc mình mua là 30.499.000, coi như 30.500.000 đó. Quay được cái clip một, ba quay đi một đêm là được ba cái clip đó là xong luôn đó. Mình lên Samsung á thì người ta nói là ta tháo người ta coi cái gì đó. Ta nói bây giờ ở trong nó bị gỉ sét hết rồi. Rồi hỏi mua ở đâu. Mình nói là mua cho Phương Tùng, rồi mình đem lên Phương Tùng. Rồi người ta nói người ta gửi đi rồi để nữa ta coi sửa chữa sao. Rồi cũng điện thoại với này kia nọ nói này nói kia, rồi cuối cùng là đây nằm đóng trình định đây nghe bạn, hư luôn hết cứu. Còn cái Note 9 của mình thì đây hư luôn rồi. Cái này hư thì mình không tiếc, cái này bị mình xài lâu rồi gớt nước nhiều lần lắm rồi, nó bị phù cục pin chà bá luôn nè, vẫn xài ngon lành nha, nhưng mà nó hư luôn. Cái này hư thì mình không tiếc, còn cái này tiếc, cái này bị mới mua. Mà tính ra mình nghĩ nó cũng dở nha. Cái điện thoại mấy chục triệu mà mình xài mà nó gớt nước cái chẩm mới lâu lên cái nó hư luôn. Cái lúc nó gớt thì nước cho đó thì cỡ 8 thước, 8-9 thước gì đó. Là lúc lặn mò xong là lên mình chạy đi lên tới cửa hàng là khoảng 2 tiếng mấy 3 tiếng gì đó. Sugana luôn. S24 Ultra. 512GB. Hết biết thiệt chứ, nghĩ lại ổn thiệt. Khỏi chi mình xài cả một năm hoặc là vài tháng rồi mắc mưa, mắc gió, gớt nước nhiều lần thì nó hư cũng tiếc. Con này mới xài có 15 ngày, tính ra là chưa có xài gì luôn á. Bị mình mua về mình để đó, cả tuần lễ mình sao mình mới xài. Rồi đem ra rồi đi quay chưa được gì trơn là rồi luôn. Đây, cái điện thoại này mình mua chỗ Phương Tùng Cần Thơ. Mà hồi giờ đó mình khoái Phương Tùng lắm, nhưng mà sau này mình có cái ấn tượng không tốt mà. Cái ấn tượng mà mình nhớ hoài là cái bữa tính đây cánh đây cũng vài tháng vậy à. Bữa đó hai chồng mình đi câu. Mình chạy với xe, rồi mình ghé. Cái cửa hàng thì cái sân bự lắm nha. Mà mình ghé là chỉ có vô chừng hai miếng gạch nè, còn nửa chiếc xe là nằm ngoài lộ á. Mà cũng không có, nói chung Phương Tùng cái côn á, là nhiều bạn ở đây biết á. Rồi kế bên đây có tiệm trái cây nè, mình ghé đây nè, đó. Ở trong cửa hàng đó nhân viên gì bước ra nói anh ơi anh đậu anh đang dời xe chỗ khác để em bán hàng. Là từ đó về sau là thôi. Nói chung cái đó nó mình không biết nói sao luôn nữa. Là mình chạy tới giờ luôn đó. Rồi, sau này thì chắc nhà mình thì Phương Tùng mất mối rồi đó. Tính ra đó mình mua biết nhiêu cái điện thoại đó luôn á. Giờ chạy luôn rồi. Chia tay trong mưa luôn. Nhớ lại hoài cái bữa đó. Rồi thôi vậy đi bạn ơi. Này hư luôn rồi nha. Bây giờ đấy nữa mình kiếm cách nào sửa ra coi có cách nào sửa để xài được không, cho mấy nhỏ nó chơi cũng đỡ. Để cái thoại mới quá mà hư ủng quá. Nói tới cũng tiếc bạn ơi. Rồi giờ đóng hộp lại coi như là mai mốt là làm cái móc treo lên. Làm kỷ niệm. Thôi. Đó bạn ơi, số phận của đứa nó đó. Xong phim. Rồi, xin chào buổi sáng tất cả các bạn nha. Chúc tất cả các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng và thật nhiều sức khỏe. Giờ này thì mời bạn cùng mình tiếp tục lên sông đi vớt cá mì dinh nha. Đêm hôm vớt chưa đã. Nước gồng này ra ngon quá, chiến tiếp. Đêm hôm thì mình vớt 4 dạo, vớt từ 12 giờ khuya. Tới lúc mới về là được
26 kg cá chở mẹ anh đi bán rồi. Thì một xíu nó về coi tổng kết được nhiêu tiền luôn. Bạn đón xem phần trước nha, cá dữ lắm, cá luôn, cái linh khổng lồ, cái he, cái sơn, nên hồi kho lạc cơm. Giờ thì mình nên xong chuyến tiếp thôi. Giờ này thì vợ mình đưa mấy đứa nhỏ đi học rồi, nên mình chuyến lên luôn nha, tự biên tự diễn tự vớt tự bị phim luôn. Rồi ok, lên đường. Một chú. Hai chương giật đầu tiên được một chú. Phía bên tay phải cu kiên bè, giờ bắt đầu qua bên tay trái nha. Vớt qua ngày dính cá đã ha, mà cá nằm im ru à, không nhảy nhảy đùng đùng chơi. Bè tới này có mấy cái tướng nằm thế ngon quá. Có một chú.
nó ăn cái bụng nú nu luôn á. Bự. Wow. Ui, cái he đỏ khổng lồ. Ui, cá he bạn ơi. Hết biết đã cá he đỏ rồi. Lâu dữ lắm, lâu mới vớt được cái he đỏ mới lớn à. Ừ. Kho lạc. Có cá nữa. Tình hình này có lý bạn ơi, quá êm. Lai gai vậy hoài là ngon lắm á nghe. Biết gió này phải gió bất không ta, đập giả nè, sáng gió qua gió luôn á, gió lạnh. Bự rồi. Ngon rồi.
bự. Bự. Ôi ôi khổ khổ. Hugo rồi, Hugo. Wow. Đã. Xuống. Nguyên đêm hôm không có cá bự, sáng nay lụm lúa. Kho lạc nè con. Dính cá đã bạn ơi. Nhóm cái vợt nó bước xuống vậy nè là biết bự rồi. Mập lù. Cá he ngon thiệt chứ. Sáng nay toàn hàng rip không à. Rip slip thôi. Vậy vô nước cho nó khỏe gà cái chạy. Sáng nay hàng quyết không à, quá ngon rồi. Hai con cá này được thối tiền. Đây con bự bự nữa nè. Rồi tiếp tục bạn ơi. Quá đã rồi. Bự bự gì mới sướng nè. Vô rồi. Bốn con. Quá đã. Đó, cá mày dinh động lên ơi. Chơi gì xuống với cá con bữa là trốn đâu tiêu luôn rồi. Bữa nào rảnh chạy lên tôi huấn luyện cho phá về với cá. Xong với ông cá nhiều đó mà lên đây chỉ cho ông phá về vớt về là ghiền chết. Chơi môn này ghiền lắm. Vậy nhé. Thank you.
Vô rồi, vô rồi. Lại là hai em. Cá nó bự nó chạy chồng lên vậy nè. Ổn thiệt, nó chạy chồng cái mặt nước luôn. Cũng êm lắm nghe, có lý lắm á. Vậy là quá ngon rồi. Coi cái bè nãy có con cá bự à, nó chạy vòng vô mặt nước vậy nè, thấy nguyên cái lưng luôn. Mà nó chạy tới là lụm mà sao nó khô quá, nó chạy ngược trở ra cái tay. Con nó trọng lắm á. Rồi có lý lắm nha, quá đã. Khui hàng, khui hàng. Giấc này mình chạy về nhà luôn bạn ơi.
canh canh đang chạy đi rước mẹ mình cái chạy lên vớt dạo nữa coi. Ui con cá bự đã ngon. Dạo này mình chỉ cần một con cá mà dinh bự đi với một con cá he là đủ đủ vốn rồi. Mà tính ra cá con bự bự không nghe nè, cá he này đã rồi nè, lâu dữ lắm lâu mới vớt được cá he mà bự vậy nè. Kho lạc một cá nó béo thôi rồi luôn. Đêm hôm cũng vớt được hai con nữa, nhưng cá linh khổng lồ luôn, hai con mà cá he kia nhỏ hơn, con này bự nè. Cỡ này cá sông mà bự cỡ này là hiếm lắm nha, còn cá nuôi thì nó bự cỡ này là hơi nhỏ. Đây hàng không mẫu hộm ta bỏ luôn, tâm cái phật sướng 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 nhóm này nó liệt cái đã tay. Rồi nhiêu đây thấy vậy cũng chứ mấy hai ký cá à nha, có thể cả 2 ký luôn á, quá đã thiệt chứ. Đủ rồi, giờ gọng cá đã đi rước mẹ mình cái rồi chạy lên chiến tiếp bạn ơi. Chắc dạo nước gồng có lý lắm, cái gì với nước gồng ban ngày này hên hên hay đứng cá bự lắm đó, điển hình điển hình. Mà con cá này ăn không ngon nha, con cá nó dễ cứng nhắc à. Có con này sao nó lật xe buýt rồi ta, còn ngáp ngáp cá mà dinh nó chứ vậy nó cứng nha, nhìn cái đậu xanh lè, cá làm như trong mương mới ra. Bạn nhìn cái dãy nó cứng mà kiểu nó đen đen sao đâu á, cái đầu xanh, cá này chắc trong mương mới ra. Mấy con trắng trắng mập mập gì nè, nó ngon à. Mấy con dãy trắng trắng nó mềm, dãy nó mềm, còn con này dãy cứng ngắt à. Con này kho phải bỏ cái dãy ra ăn nổi, quá đã. Con này thì khó phải bàn, nó là whip chứ. Rồi quá ngon quá ngon, sướng 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 một mình. Tính ra cũng không lỗ tiền xăng, cũng được cả ký cá nè. Nãy lúc chạy đi rước mẹ mình về cái nước cạn quá, nhưng mà cũng chạy lên mình vớt dạo bạn ơi. Với lại mình kiểm tra lúa thóc cho ngon lành, đặng chút cho chiều nước lớn vô mình vớt tiếp. Bữa nay mình chơi vớt ngược nha, mọi khi là mình treo bè nước nước trưa mình vớt tới tối rồi tới đợi nước sáng vô, còn bữa nay là mình vớt nước sáng trước là nước khuya trước xong rồi mới quay lên vớt nước ngày. Chơi ngược bữa coi, này cũng cả ký ha, cũng được nè. Có mấy bè nó cạn nhách rồi, còn mấy bè kia nó nằm ở dưới sâu vớt có. Lúa thóc thì còn chùm, còn nửa chùm có, hơn nửa chùm có, còn vài hộp có nữa. Nhưng mà để tới chiều nước lớn vô kiếm ăn được, biết đâu trúng luôn sao, mồi tàn tàn cá bự sao. Rồi ngon lành. Thôi giờ lên nhà cơm nước ngủ một giấc rồi đợi nước lớn vô chiến tiếp nha. Giấc này thì chắc khoảng 3-4 giờ 3 tiếng nữa nước lớn. Giấc này thì mấy giờ ta, 10 giờ khoảng 11-12, 1 giờ nước lớn chuyển tiếp, quyết định vậy đi nha. Rồi mời bạn hôm giờ thức khuya đuối quá thì đi ngủ một giấc đi, rồi khoảng 1 giờ rồi cái mình đi giấc cá tiếp ha. Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa, hai con cá he đêm hôm với lại con cá linh với con cá he buổi sáng, con cá sơn nữa, kho khóm luôn, khóm cậu đúc, có lộn khóm tắc cậu mới chịu à, khóm đi ông bình thường về á, ớt hiểm. Cá linh nè, đúng cá linh bự luôn, nhìn cá linh như con cá cóc luôn. Linh khổng lồ. Cá he nè, cái hè này nó có cái xương hôm lắm nha, nhưng mà thịt nó béo nè. Cái hè này mới vớt nè, bự nè. Đã, béo lắm. Cá này kho hoặc chiên nó béo dữ lắm, béo luôn. Cái sơn nữa. Cái sơn đêm hôm vớt dính nào cũng hay luôn. Khóm. Cá kho khóm tắc cậu. Ngon ha, nhìn ngon. Cá này béo lắm. Được cái này đổ lên mới đã nè. Tính ra lâu lắm lâu mới vớt được cái he bự gì nè, ba con bự rồi. Lúc trước mình vớt ngoài đám lục bình mà cá nó nhỏ không à, bây giờ nó chắc nó bự rồi đó. Chắc này quất tàu cơm con cá he mấy miếng khóm cái ha, nửa cái linh nữa. Ngủ vớt chiều mình chiến tiếp,
mình đi vớt cá, mình về mình kho cá mình ăn xong mình đi vớt cá tiếp. Quá ngon, quá ngon, quá xuất sắc, 10 điểm. Nước chịu lớn vô chảy băng băng ghê hồn không, mới nằm có chút xíu mà nước đầy nhóc rồi. Chắc này là lên sông chiến nha. Đi thôi, lá đường tiếp tục. Bữa nay mình chơi ngược nước, mà khi mình vớt ngày đêm, bữa nay mình vớt đêm ngày. Rồi, lên đường, hy vọng dạo này trúng mánh nha. Cặp bự cặp nhỏ nó đều quá nha, cặp bự cặp nhỏ. Bự 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 bự. Bự 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 bự.
Vô rồi. Xuống. Bay như chim luôn. Cá này phải đặt tên là cá chim mới đúng ha, bay quá bay luôn. Nước chiều lớn vô thấy cũng im quá mà. Cá không được nhiều lắm, nhưng mà cũng được. Lai ra gì cũng êm. Chắc cỡ 2kg được không biết. Khui ra biết liền. Có mấy cá trọng trọng nè. Có lý quá nè, dính quá dính nè. Về tới đây cũng lên ghe cũng dính hả mày. Khui, ôi. Chắc không tới 2kg quá. Được 4-5 con. 4-5 con trọng trọng kìa. Được ha. 5kg. Mà đều vớt cỡ 3 dạo. Thấy cái rộng nha. Như đây chắc cỡ 1kg mấy vậy? Không tới 2kg đâu. Không tới 2kg đâu. Cái kia nó rộng. Này coi như mình vớt mót chứ lúa nó cũng có bè hết bè còn mà. Có mấy bè hết lúa. Này coi như mình vớt mót đi. Kệ tèn tèn vớt đây tới chiều coi được nhiêu. Chiều mát mát mình nghỉ. Mót được nhiêu mót. Con cá chậm cũng được. Ủa còn vớt mà sao không hả ta? Giờ lên nhà đợi khoảng nửa tiếng nữa chiến tiếp. Để nước mát mát thôi. Trời mát mát mình chiến đi. Nắng quá nắng. Quất dạo này xì khói quất con dạo đen thùi lùi luôn rồi nè. Bóng lưỡng luôn. Nước bữa nay lớn hết biết lớn rồi. Ngập gần tới cái nóc chạy vỏ rồi. Chắc này chạy lên xong vớt dạo nữa coi. Có thì không có rồi, chắc cũng nghỉ luôn. Đuối rồi. Nãy giờ về ngủ được giấc nữa. Mình mãi giấc này sẽ nó bủng rủng chứ. Mình giấc con nước đêm rồi giấc lại ngày nó đuối quá. Mình giấc ngày rồi mình giấc đêm nó đỡ hơn. Còn giấc đêm giấc lại ngày sẽ nó đuối quá.
lên tán vài con gì bự bự cho nó sung bơ khía lên các cây. Chắc này thấy đuối. Vô. Khai vật đầu tiên. Sướng. Vớt vậy ra mới mau hết buồn ngủ chứ. Chắc này ngồi mà nó cũng như là lên nóc nhà. Bay bổng. Nước bên này lớn hết biết luôn bạn ơi. Ôi dữ rồi. Dạ không nổi rồi. Wow. Rồi. Vô mánh rồi. Cá quá cá bạn ơi. Tỉnh gà, sướng. Nó đã tình hình này mà vậy hoài là đã lắm nghe. Ôi, quá trời ơi bạn ơi. Chuyện gì đang xảy ra? Ôi, khủng khiếp. Hồi nãy đi vớt mà tính là làm biến rồi đó, tính nghỉ luôn rồi đó. Không ngờ. Quá rồi bạn ơi. Tự nhiên nằm ngủ một chút xíu cái thức không nổi, rồi thêm về gầm nữa. Tính không đi rồi đó. Mưa tới luôn rồi kìa. Phải cái gì nãy đi sớm được rồi. Trễ chỗ này dựng ăn hết lúa luôn rồi đó. Quá đã rồi, tán bà vợ cái lông thần kiếm. Quá rồi bạn ơi. Nước lên cá lên. Thời tới rồi. Sướng lắm bạn ơi, như vớt nước đêm luôn. Đã. Quá
quá phơi rồi, để khám đi còn lúa không. Còn lúa lần hồi chơi nữa. Trúng rồi, trúng rồi. Còn được vài hộp. Ăn ngót kiểu này ngon rồi. Cái này thuộc dạng là đi bắt thôi. Giác này mà bè nào còn lúa là có cá, cá dữ thiệt. Quá im luôn bạn ơi. Tính dạo này lên vết chơi chơi, ai dè trúng thiệt. Hồi nãy là chạy gầm gầm mà làm biến rồi đó, tính bỏ luôn rồi đó. Ai nhờ trúng mánh luôn. Bè nào còn lúa là còn cá đó. Còn bè nào không có cá là bè đó coi như hết lúa. Dữ dằn thiệt chứ. Chứ phải nước này mà chiều mình treo ngon lành mình vớt có thể là trúng luôn á. Mà để dành đó đi. Cứ từ từ. Đây. Thèn. Ủa, đã chưa? Nhậu nước ngày mà vớt được nhiều cá là ấm lắm á. Để mình dồn vô hết đây. Để mình vị thấy nó ít quá. 3-4 kg vậy á. Sướng thiệt chứ. Đó. Đã chưa? Sướng. Dạo này chắc trên 4 kg ạ. Nãy giờ chiều về chắc chưa không biết nữa. Đó, nhiêu đây trên 4 kg cá bạn ơi. Quá đã, cũng có mớ cá trọng trọng nè. Có lý ha. Sướng. Rồi, để vợ mình chạy rước hai nhỏ xong rồi về tranh thủ làm thêm dạo nữa coi, với lại thả bậy hai dạo lưới chơi coi, nước này thả lưới có cá bự ạ. Quá im. Trời này thua bạn ơi, tính đi chiến nữa mà kiểu này chắc nghỉ luôn rồi. Mới có 4:15 đó mà bạn nhìn bầu trời nè, như là 6-7 giờ luôn á, mưa tới gầm đùng đùng luôn. Thôi giấc này tắm rửa xuống bắt con cá bự lên nhúng giấm cái gì coi, kho giấm lại giờ giỏ vô nghỉ luôn bạn ơi, kết thúc chương trình đây luôn được rồi. Tính đi lên vớt dạo với lại thả bảy hai tay lưới chơi mà mưa gió này đuối lắm, không nổi đâu. Sáng giờ đang mệt nữa. Rồi quyết định vậy đi, giờ
để mình xuống vợ giỏ vô tắm rửa rồi bắt cá lên à. Mần cơm luôn. Mưa hết sức lớn luôn. Trời nẻ nhà là phải rồi. Ở nhà nấu cơm, kho cá ăn cơm. Tính ra là số lượng bữa nay là hai chồng mình là kiếm là cũng chắc hơn 1 triệu rồi đó. Đêm hôm 800, sáng giờ dưới sông chắc cũng cỡ 7-8 ký, 8-9 ký gì nữa. Ngon lành ha. Con cá nó nhảy. Lực chụp quá gối đi thịnh trơn. Con cá nó ngủ rồi mà nó vẫn còn nhảy. Chắc nó nhảy trong mơ quá. Cho nó thơm cái bạn ơi. Đây mình cho giấm vô. Bước lạnh vô luôn cho nó ngập ngập cho nó dễ chín cá. Muốn đường. Muốn hạt nêm. Chờ xí muối. Chút xíu nước mắm luôn cho thơm. Rồi xong. Vậy là đợi chín vô là có rau thơm ngò gai hay là uống rau gì bỏ vô là xong phim. Đơn giản nhưng mà ăn ngon lắm nha. Chua chua ngọt ngọt cay cay, ăn không ngán. Cá nãy giờ cũng chín rồi, mình con ít bắp cải. Bắp cải vô. Bỏ bổi vô rồi dễ ăn. Với lại có rau cần nữa. Mà rau cần hồi cho vô sau, cái bắp cải chín cái. Cái này mình nấu cũng như canh chua vậy đó, mà giấm nhiều nó chua, nó ngon. Rau cần, cho rau cần vô luôn. Rau cần này vô cũng thơm lắm. Hấp dẫn lắm chứ bộ à. Quá tuyệt vời luôn. Cho bới xong ngoái đó Quyên. Này có mấy cái lá quế nè, nhấp vô luôn, có thơm. Quế không có quế mình để ngò gai cũng được.
Rồi xong phim, tắt bếp nha. Vì cái việc dọn ra là tém thôi. Chiều nay ăn cơm với cá mè Vinh hai món luôn, kho lạc buổi sáng nữa nè, cá he với lại cá linh, cá he đỏ, có thịt kho kho rượu nữa nè, cải rau. Rồi cơm thôi, công nhận đã mưa đã được chứ, hồi nãy lên xong mắc mưa đã luôn rồi. Nãy mà phải không, chưa mưa hay lên thả lưới mà quất đá mưa này cái rồi bệnh luôn. Rồi cơm ăn đây. Đã mưa hết biết mưa luôn, mấy cái mưa ngập luôn rồi kìa, ngập bờ luôn, mưa dữ được chứ. Rồi thôi chắc clip đến đây mình cũng xin kết thúc clip đây luôn bạn ơi. Giờ vô võng nằm lắc lắc đây, cắt ghép mấy cái clip đăng lên xong rồi cái ngủ giấc cho nó sướng cái kìa. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo nha. Chúc tất cả các bạn có được những phút giây thư giãn xem clip vui và ngày mới thật nhiều thành công trong cuộc sống nha. Rồi, bye bye tất cả các bạn luôn. Mình ở vườn chứ phải xứ ruộng mà mưa nè, cái đi sôi đã ha. Còn ở vườn đi sôi là không có gì đâu, có ốc không à. Rồi, bye bye tất cả các bạn nha.